Chào các bác, hôm nay em sẽ làm cái video full làm chìa smart key của NVX hoặc như cũng như là Zanot. Đây là con Zanot nhé. Em ID em vừa đọc ra rồi nhé. Thì bây giờ thao tác này, bắt đầu từ thao tác này, lắp ID lắp hộp vào này. Xong rồi thao tác này, dí kịch cái này xuống một lần này. Ok này, xong thả ra này, chưa nháy đâu. À, dí kịch thứ hai này, nó chờ nó cái đèn táp lô trên đèn nó nháy một cái, chớp một cái. Một. Làm 3 lần như thế thả ra nhé. Nháy lần 2 này. À, các bác dí vào cho nó sáng lên, lần thứ 3 nó sẽ sáng dài hơn. Ok, họ để chờ tắt đi này. Bắt đầu các bác dí kịch xuống này. À, đầu tiên là số 8 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Rồi cái thả ra này. Số 2 này. 1 2 này. Này, số 4 này. 1 2 3 4 này. Đây, 1 2 3 4 này. 1 2 3 4 này. 1 này, thả ra này. Thả kịch chưa? Dí liệt này, giữ liệt này. Ok, đấy nó yêu cầu nhí chìa này, nó sáng lên này, dí vào chìa này. Đấy ok, tí như thế là được rồi nha các bác. Ok. À. Đấy, ok nhá. À ok. Khóa này, bấm tìm xe này. Đây, thấy chưa? Ok. Đây nhá, chìa vừa làm được nha các bác. Chìa Yamaha chính hãng nhá, Zanot nha các bác. Chìa smart key này. Đây. Ok, xong. Cảm ơn các bác nha, theo dõi.